Tối ngày 6 tháng 4, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có chuyến làm khách trước Hải Phòng trên sân vận động Lạch Tray. Dù rất buồn khi đội bóng của mình để thua với tỷ số 0-1, nhưng Văn Toàn phần nào được bù đắp khi được cổ động viên tặng hoa và bánh sinh nhật ngay trên sân Lạch Tray. Sau khi nhận món quà tinh thần đầy bất ngờ này, Văn Toàn đã rơm rớm nước mắt, cúi đầu cảm ơn tất cả các cổ động viên. Được biết đây là món quà mà hội cổ động viên Hoàng Gia Lai đã bí mật chuẩn bị để ủng hộ Văn Toàn cũng như toàn đội sau trận đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.